mày ơi xe. Để nó leo lên, để đang quay phim mà. Bà Nai, bà Nai làm gì vậy bà Nai? Thôi một con đi hả? Vậy nó đòi lên hoài vậy? Thì nó đi mấy lần mà cục dây á. Còn giờ mà mình đi mà chạy anh khúc thử coi, chạy anh khúc tới rồi. Rồi con nay là mẹ hoài. Chạy chậm chậm thôi. Chậm chậm thôi. Được. Nó không có biết. Chưa giờ nó không có biết. Thả xuống đi con. Xuống đi. Rồi xong xuống. Không biết ngồi nè. Hồi nay nó gà, nay giờ chầm chầm nó gà. Nay không dám rồi luôn, nãy con chị sấy nó hết cái xe. Rồi hết được đi chơi. Xém nó được ba Mẫn chở đi chơi rồi. Chưa đâu, để mốt đi mốt chị biết chạy đi chở ha. Mốt chị biết chạy gần đi chở ha. Anh Tơ Mì đâu? Anh Tâm Mì ơi, chạy đi anh Tâm Mì. Chạy nữa hả? Con thì chạy. Quay chưa? Phơ làm gì Phơ? Hôm nay ơi, hôm nay à. Con khỉ chạy à. Gấu vô kìa, nay có vô không?